Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi review một sản phẩm, đó là hình ảnh của một bức tranh. Bức tranh của mình hôm nay thì sẽ về hình ảnh một chiếc hộp quà, mọi người này. Của một hộp quà có tông màu sắc chủ đạo, đó là màu hồng và màu cam, mọi người nhé. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình đang cầm một bức tranh bản này. Hình ảnh bức tranh của mình hôm nay thì sẽ về một hộp quà với hai tông màu sắc rất là xinh, đó là màu cam và màu hồng, được mình hoàn thành bởi cái bộ bút sáp màu, mọi người nha. Bút sáp màu 24 phân loại màu của Doraemon, mọi người nhé. Vì là mình nhận thấy là các chi tiết ở trên các bức tranh của mình hôm nay thì nó cũng không có những cái chi tiết nó quá là bé, nên là mình sử dụng phân loại bút sáp màu để hoàn thành bức tranh của mình cho nó nhanh hơn nha. Sản phẩm bức tranh này thì mình đã phải tô đi tô lại rất là nhiều lượt thì mới được cái phân loại màu nó đậm như thế này, mọi người nhé. Vì thường thì bút sáp màu thì mình sẽ phải tô đi tô lại nhiều lượt thì mới được màu đậm. Còn nếu không thì màu của nó sẽ hơi nhờ nhờ nhạt nhạt, mọi người nha. Và mẫu tranh về một chiếc hộp quà này của mình thì được photo trên cái nền giấy trắng của khổ A4, mọi người nhá. Và mình đã cắt đi cái phần giấy thừa rồi nha mọi người, mình chỉ để lại cái phần giấy mà phù hợp với lại cái bức tranh của mình nha. Và các bạn có thể tham khảo những cái mẫu tranh như thế này về cho các bé như mình tập tô, để các bé như mình áp dụng cùng với các bộ bút màu như là bút chì màu, bút dạ màu hoặc là bút sáp màu, mọi người nhé. Sản phẩm này thì được mình hoàn thành bởi hai phân loại màu. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái phân loại màu có sẵn để các bạn hoàn thành lên bức tranh với những cái màu sắc mà các bạn yêu thích nha. Và những cái sản phẩm này thì rất là thích hợp cho những cái bé vào trong cái độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, mọi người nhé. Cái độ tuổi mà các bé nhà mình thường thì đang còn tập tô và tập viết, nên là các bạn có thể tham khảo những cái mẫu tranh như thế này về cho các bé nhà mình tập tô. Trong quá trình tập tô thì thông qua bức tranh, mọi người nhé, sẽ giúp cho các bé nhà mình nhận biết ra được hình ảnh của một hộp quà này. Những cái màu sắc mà có trong cái hình ảnh của hộp quà, và cũng giúp cho các bé nhà mình trong quá trình sử dụng bút này sẽ tỉ mỉ khéo léo và tự tay của mình làm ra những cái sản phẩm rất là xinh như thế này. Và sau khi các bé nhà mình hoàn thành xong thì các bạn có thể sử dụng những cái bức tranh như thế này dùng để deco và trang trí phòng cho các bé cũng rất là xinh, hoặc là các bạn có thể sử dụng để cho các bé nhà mình vui chơi và học hành hàng ngày nha. Những cái sản phẩm này thì các bạn thông qua những cái sản phẩm như thế này thì cũng giúp các bé nhà mình rèn luyện được rất là nhiều những kỹ năng như là tỉ mỉ và khéo léo này, tự tay làm ra những cái sản phẩm như thế này thì, và những cái hình ảnh của những cái màu rất là xinh như thế này thì các bé nhà mình sẽ rèn luyện được cái khả năng sáng tạo và tư duy logic cũng rất là tốt, mọi người nhé. Và ở những cái video trước thì mình đã giới thiệu rất là nhiều những cái hình ảnh về các phân loại tranh với những chủ đề khác nhau này. Và hôm nay thì tiếp tục thì mình sẽ đi review cho các bạn về một sản phẩm, về một bức tranh, về một hình ảnh của một hộp quà với hai tông màu sắc mà mình đã hoàn thành, mọi người nha.
Và các bạn có thể tham khảo mẫu tranh được có những cái hình ảnh rất là xinh như là hộp quà này của mình dùng để cho các bé nhà mình tập tô nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.